Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Ghen tị, đố kỵ, chuyển hóa sự ghen tị thành sức mạnh thay đổi cuộc sống của tác giả Mystic Cat Lady. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Khi nghĩ về ghen tị, đố kỵ, cảm giác của bạn như thế nào? Về những người lan truyền tin xấu về một người để hạ bệ người đó vì nỗi ghen tị? Hay những người luôn trong thâm tâm so sánh hơn thua và không thực sự hạnh phúc khi người khác chiến thắng? Đây là những ví dụ thường được nhắc tới khi bàn về cảm xúc ghen tị. Tuy nhiên, bạn có biết rằng cảm xúc ghen tị thực ra cũng có những lợi ích riêng mà nếu biết sử dụng đúng cách sẽ hỗ trợ cho sự phát triển tích cực chung của bạn và tất cả hay không? Ghen tị, đố kỵ được coi là một cảm xúc tiêu cực với những hình ảnh xấu xí gắn liền với nó. Ta tránh xa những người hay ghen tị với người khác vì cảm giác không thoải mái khi nhìn những gương mặt nhăn nhó trên thành công của người khác. Ta tự thấy xấu hổ, tội lỗi về chính mình khi ta thấy ghen tị về việc ai đó đang có tiến triển hơn ta. Sự ghen tị khi không được nhận thức và chuyển hóa, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng mang tính chất phá hủy những điều tốt đẹp của chính bản thân mình và người khác, bởi nó dựa trên nền tảng của sự thiếu. Chính vì bản thân mình thiếu thốn, không đủ đầy khi so sánh với người khác, ta mới thấy ghen tị. Tuy nhiên, như mình đã từng chia sẻ trong bài viết về cảm xúc của mình, không có cảm xúc nào là tốt hay xấu. Bản chất của cảm xúc là một dạng năng lượng mà thôi. Cảm xúc được sinh ra như một chất xúc tác, cung cấp cho ta những thông tin về tình trạng của ta và cho ta thêm động lực để làm điều gì đó cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại. Về ghen tị, cảm xúc này được sinh ra như một cách thông báo cho ta về chỗ đứng, vị trí trong xã hội của ta. Ví dụ, nếu hai người bạn cùng đều ở một vị trí trong công ty, nhưng người bạn đang đồng hành với mình một ngày tiến lên vị trí trưởng phòng, còn mình thì vẫn dậm chân tại vị trí nhân viên. Điều này sẽ có thể tạo cảm xúc ghen tị trong lòng với người bạn nhân viên kia, và sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, người bạn nhân viên ở cấp dưới sẽ tìm đủ cách để hủy hoại chỗ đứng, vị trí, danh tiếng của người bạn trưởng phòng nhằm kéo người ta xuống ngang hàng mình hoặc xuống dưới đáy để bản thân mình cảm thấy tốt hơn. Hoặc trường hợp khác, người bạn nhân viên kia có thể dùng cảm giác ghen tị làm động lực để tự soi xét lại bản thân, từ đó thêm nỗ lực cố gắng và phát triển để không thua kém bạn mình. Trong trường hợp này, cảm giác ghen tị trở thành một nguồn động lực cạnh tranh lành mạnh, không phải để cạnh tranh hơn thua với người bạn kia, mà là học hỏi từ họ để từ đó phát triển bản thân mình. Như vậy, cảm xúc ghen tị mang năng lượng trung tính, không tốt, không xấu, nhưng nó sẽ mang lại hiệu quả tích cực hay tiêu cực cho tất cả, đều dựa trên việc bạn sử dụng nguồn cảm xúc này ra sao. Tuy nhiên, để có thể sử dụng nguồn năng lượng ghen tị nhằm tạo ra được kết quả tích cực, như một nguồn động lực thúc đẩy bạn phát triển và tiến lên trên hành trình của bạn. Điều này đòi hỏi một khả năng tự nhận thức cao về cảm xúc cá nhân. Bạn không cần thiết phải ép mình vui vẻ khi bên trong bạn đang ghen tị. Hãy cho phép mình được cảm nhận mọi cảm xúc. Và đây sẽ là chìa khóa giúp bạn chuyển hóa năng lượng cảm xúc ghen tị này thành động lực giúp bạn phát triển hơn trên đường đời của bạn. Còn khi bạn đang chèn ép cảm xúc, ép mình không được ghen tị hay là tự thấy xấu hổ, tội lỗi về cảm giác ghen tuông, cảm xúc này sẽ càng bị chôn chặt trong bạn và trở thành một con quỷ thao túng tinh thần bạn, khiến bạn không thể tìm được hạnh phúc thực sự cho chính mình. Vậy, khi bạn nghe được một tin tốt lành từ bạn mà cảm thấy ghen tị thì nên làm gì đây? Đầu tiên, chấp nhận sự thật là mình đang ghen tị và điều này không có gì sai cả. Cảm giác ghen tị là một phản ứng hết sức bình thường của cái tôi. Vì vốn dĩ, cái tôi được sinh ra như một cách bảo vệ chúng ta, đảm bảo sự an toàn và sự sinh tồn của con người trên trái đất này. Trong hàng ngàn năm lịch sử nhân loại, một niềm tin về vấn đề sinh tồn đã ăn sâu trong cốt lõi của tiềm thức của ta. Đó là nếu ta không tiến hóa và phát triển mỗi ngày, không thực sự xuất sắc và nổi bật, ta có thể bị loại khỏi cuộc chơi.
Bởi vậy, cái tôi của con người luôn mang tính ganh đua, thích so sánh hơn thua bởi một nỗi sợ từ tiềm thức về việc bị bỏ rơi, trở nên vô dụng và bị đào thải. Suy ra, sự ghen tị sinh ra như một chất xúc tác nhắc nhở ta vị trí ta đang đứng trong cuộc đua. Không có sự ghen tị thì có thể bạn sẽ cứ mãi trôi dạt trong cuộc đời, không đi đâu về đâu, không có sự tự nhận thức về vị trí bạn đang ở để có thể tiến xa hơn trên hành trình tiến hóa của mình. Sử dụng cảm xúc ghen tị cho mục tiêu tốt đẹp. Năng lượng ghen tị là một nguồn năng lượng có tính cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng thay vì hướng sự cạnh tranh này tới người ngoài, thế giới bên ngoài, hãy sử dụng sự nhận thức của mình để hướng năng lượng ghen tị này như một đòn bẩy thúc đẩy bạn lên hành trình phát triển của bản thân bạn. Ngày trước, mình từng chơi với một bạn hết sức thú vị. Mỗi lần gặp mặt, bạn đều chia sẻ với mình về những dự án lớn mà bạn tham gia, cuộc sống muôn màu, đi du lịch và công tác khắp nơi của bạn. Và khi nhìn nhận lại bản thân mình lúc ấy, không có một mục tiêu gì cụ thể rõ ràng để hướng tới. Mình cảm thấy ghen tị và xấu hổ với bản thân vô cùng. Năng lượng ghen tị này đặt cho mình một câu hỏi to đùng. Thế mình đang làm cái quái gì với cuộc đời vậy? Khi mọi người đang phát triển mạnh mẽ, tận hưởng cuộc sống, thì mình lại ngồi đây làm việc với thái độ chán ngắt, không mục tiêu, không định hướng. Vậy, chính năng lượng ghen tị với người bạn kia đã thúc đẩy mình học hỏi từ người bạn đó. Mình dành thời gian tự vấn chính mình, xem xét lại con đường mình đang đi, mục tiêu mình hướng tới. Và mỗi ngày đi làm, mình cảm nhận đầy sức sống hơn, có hướng đi rõ ràng và nhiều khao khát, động lực vươn lên hơn. Một câu trích dẫn mà mình rất thích, giúp mình sử dụng năng lượng ghen tị cho mục tiêu tốt đẹp, tích cực, đó là: một bông hoa không cạnh tranh với những bông hoa khác cạnh nó chỉ tập trung tỏa hương khoe sắc mà thôi. Đây là một phát biểu của Zen Shin. Nguyên gốc tiếng Anh của câu này là: a flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms. Tất cả chúng ta đều là những bông hoa, những chiếc lá, những cái cây. Mỗi người một vai trò, mỗi người một vẻ đẹp riêng biệt. Nếu ta quá chú tâm vào cái đẹp của người khác mà quên đi mất sắc đẹp và vị trí của ta, ta sẽ luôn đi sai hướng. Bởi vì mỗi người một đường, không ai giống ai, có thể coi những bông hoa khác cùng vườn như là một nguồn cảm hứng. Nhưng họ chỉ là nguồn cảm hứng để ta tìm thấy sắc đẹp, vị trí, vai trò của ta mà thôi. Còn sau cùng, con đường của ta vẫn là của chính ta, tự mình nỗ lực vươn lên, lấy mục tiêu ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, dù chỉ là 1%, thế là đủ đầy rồi. Cứ kiên nhẫn với chính mình, nhưng quan trọng không bao giờ bỏ cuộc và luôn tập trung trên con đường của mình. Thay vì cứ nghía hoa, nghía cây ngoài đường mà quên đi mất công việc của mình là rực rỡ tỏa hương, thì rồi bạn sẽ là một bông hoa kiên cường hoặc là một cái cây vững chãi, tự do như chính bạn vậy. Sau cùng, có thể sử dụng năng lượng, ghen tị, đố kỵ này cho mục đích tốt đẹp nhất của tất cả. Bạn có thể sử dụng phương pháp như sau. 1. Chấp nhận mọi cảm xúc của mình. Chấp nhận là mình đang ghen tị, cho phép mình ghen tị mà không phán xét cảm xúc của mình. Vì bạn càng không cho phép mình cảm nhận cảm xúc, thì sự ghen tị càng điều khiển bạn. Trong khi vốn dĩ cảm xúc này chẳng có tốt hay xấu gì. 2. Chuyển hóa ghen tị thành sức mạnh. Bạn có thể tự hỏi, tự trả lời ra giấy một vài câu hỏi như sau. Mình cảm thấy thế nào về thành tựu của người ta? Mình thực sự đang ghen tị điều gì ở họ? Mình có thể học hỏi gì ở người ta từ những thành tựu của họ để có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên con đường của mình? Ví dụ, trong trường hợp về người bạn đang tận hưởng một công việc, cuộc sống tuyệt vời mà mình kể trên, mình ghen tị với bạn ấy về việc bạn rất tự do, mạnh mẽ trên con đường của bạn. Bạn có mục tiêu để hướng tới, để phấn đấu lâu dài. Mình học hỏi những điều này từ bạn và tập trung vào con đường của mình, tự vạch ra mục tiêu và kiên trì với sự phát triển của bản thân hàng ngày. Hôm nay, bạn đang ghen tị với ai và sự ghen tị đấy thúc đẩy bạn phát triển, cải thiện điều gì ở bản thân bạn? Hãy thử tự hỏi, tự trả lời những câu hỏi này để có thể tạo động lực tiến lên cho bản thân mình hơn nhé. Và một thông điệp sau cùng mình muốn gửi tới bạn, đấy là: bạn đang có tất cả những gì bạn cần để biến giấc mơ của bạn thành sự thật rồi. Mỗi người, mỗi đường, mỗi người là một bông hoa, một cái cây, một làn gió riêng biệt. Hãy tập trung vào thế mạnh, khả năng và những may mắn, phước lành bạn đang có, để từ đó càng ngày càng tỏa sáng mạnh mẽ hơn nữa như chính con người của bạn nhé. Chúc bạn bình yên trong giây phút này. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình.
Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Khánh Linh. Bye!